một cuốn sách, một máy ảnh, một phòng thu âm, một máy tính và cả một nhóm bạn, tất cả chỉ trong một chiếc hộp nhỏ, điện thoại của bạn. Tuy nhiên, cũng có những tính năng nó cần có nhưng lại không có đấy. Hãy tưởng tượng bạn có thể chiếu một bộ phim lên tường, không cần phải có một máy chiếu lớn và lãng phí thời gian để lắp đặt. Chỉ cần điện thoại và mỗi tối sẽ giống như đi xem phim ở rạp. Thêm vào đó, bạn sẽ chỉ cần điện thoại để thuyết trình ở trường hoặc nơi làm việc thôi. Tuyệt chưa? Có bộ sạc năng lượng mặt trời nhưng nếu pin được lắp bên trong màn hình thì sao? Chỉ cần để điện thoại dưới ánh nắng trong vài giờ và nó đã được sạc đầy. Ngay cả khi đi cắm trại, bạn cũng không cần mang sạc dự phòng nữa. Mặt trời luôn ở bên bạn. Hơn nữa, nó cũng thân thiện với môi trường. Đã đến lúc nghe chương trình radio yêu thích, nhưng bạn quên tai nghe và radio sẽ không hoạt động vì chúng giống như anten vậy. Có anten tích hợp trong điện thoại sẽ giải quyết vấn đề này, giúp bạn thưởng thức chương trình radio qua loa điện thoại. Quên chìa khóa là chuyện thật khó chịu nhưng vẫn xảy ra mà, nhưng bạn lại không hay quên điện thoại. Vậy tại sao không kết hợp cả hai loại? Với khóa vân tay trên điện thoại, sẽ không ai có thể vào được nhà bạn. Nhân tiện, chức năng tương tự sẽ cho phép bạn luôn đảm bảo cửa trước đã được khóa. Chỉ cần liếc nhanh vào màn hình điện thoại là thấy liệu bạn có quên khóa nó hay không thôi. Kiểm tra lại đường đi bằng Google Maps rất mất thời gian. Bạn cần mở lại ứng dụng và hiểu đúng hướng. Thực tế ảo tăng cường có thể giúp bạn. Cài đặt nó trong máy ảnh và cấp quyền truy cập vào ứng dụng. Nó có thể chỉ cho bạn cách vẽ đường đúng ngay trên mặt đất. Một trong năm người đã làm rơi điện thoại vào bồn cầu ít nhất một lần. Nếu bạn từng như vậy thì hãy giơ tay lên. Thật sao? Nhiều vậy á? Trong hầu hết các trường hợp, mọi người phải mua máy mới dù điện thoại chống nước không còn mới lạ bởi chúng dường như quá cồng kềnh và thiếu nhiều tính năng. Vì vậy, chống nước thực sự cho điện thoại vẫn chỉ là một giấc mơ thôi. Bạn và bạn bè muốn xem phim nhưng lại không thể quyết định cho ngôn ngữ nào. Bạn của bạn học tiếng Pháp và bạn thì chỉ nói tiếng Anh. Giải pháp chính là hai giác cắm với các luồng âm thanh khác nhau. Bạn ăn kiêng và phải đong đếm thức ăn. Mua cân điện tử là một giải pháp, nhưng bạn không thể mang chúng đến nhà hàng. Với chức năng cân trên điện thoại, bạn có thể tiết kiệm cả thời gian lẫn tiền bạc. Đọc sách trên điện thoại khiến mắt nhanh mỏi và bạn phải tạm dừng. Mặt khác, sách điện tử lại có màng mực khiến mắt dễ chịu hơn. Kết hợp điện thoại và sách điện tử là một cách thông minh để tận hưởng việc đọc của bạn bao lâu tùy thích. Chọn quà nào cho bạn bè luôn là một thách thức. Thật buồn khi biết rằng người bạn ấy không hài lòng lắm với món quà vì bạn quên mất cô ấy ghét màu hồng. Với ứng dụng ghi chú thông minh trong điện thoại, bạn có thể kiểm tra món quà trực tuyến hoặc quét nó trong cửa hàng và sẽ được thông báo nếu nó phù hợp với thị hiếu của bạn bè, hoặc chỉ cần để ý tới họ hơn thôi. Công nghệ hiện đại cho phép bạn nghe và thấy được bạn bè từ các quốc gia khác nhau, nhưng hãy tưởng tượng thực hiện một cuộc gọi 3 chiều xem. Với hình ảnh 3D của bạn mình, bạn sẽ có cảm giác như đang thực sự ở bên họ vậy. Trong phim, để nhìn kỹ chi tiết trong ảnh, các diễn viên chỉ cần phóng to nó lên và thấy rõ mọi thứ. Nhưng đáng buồn, trong thực tế, hình ảnh thường chỉ mờ mờ thôi. Nếu chúng ta có thể nhìn hình ảnh thông qua kính lúp tích hợp, thì đây sẽ là giải pháp cho người mắt kém và sẽ giúp phá nhiều vụ án nữa. Một giải pháp khác có thể là kính hai tròng. Bạn không thể lúc nào cũng mang nhiệt kế bên người và dự báo thời tiết không phải lúc nào cũng đúng. Nhiệt kế trong điện thoại thật lý tưởng khi bạn muốn biết nhiệt độ cả ngoài trời và trong nhà. Thống kê cho biết một trong ba người gặp khó khăn trong việc nhớ tên của những người họ mới gặp. Nếu có một máy ghi âm có thể bật liên tục, bạn sẽ nghe lại được cuộc nói chuyện hoặc phỏng vấn xin việc mà bạn vừa thực hiện. Nó có thể xóa bộ nhớ cache sau một thời gian dựa trên mong muốn của bạn và khả năng bộ nhớ. Một chiếc điện thoại thông thường chỉ tận dụng 2 trong 5 giác quan của bạn. Nếu nó nhận được cả mùi thì không phải sẽ tuyệt hơn sao? Mùi nước hoa của người bạn thương, mùi món súp mà bạn bè nấu, hoặc chỉ là những thứ ngẫu nhiên như mùi đất sau cơn mưa thôi. Hay có thể là mùi của cô bạn sau khi cô ấy ăn súp. Ai biết chứ? Có một con chip có thể tháo rời trên điện thoại cùng một tài liệu quan trọng quả là một giấc mơ. Chẳng hạn như, nếu quên bằng lái xe ở nhà thì khả năng bạn sẽ cảm giác rối đấy. Tương tự với các hồ sơ bệnh án được lưu trữ trên cùng con chip. Tra cứu số dư tài khoản mất ít nhất 1 đến 2 phút sẽ tốt hơn nếu số này luôn hiện trên màn hình. Không có thông tin cá nhân, chỉ có số tiền của bạn thôi. Có lẽ là thêm một mật khẩu nữa. Tính năng quét trên điện thoại sẽ hoàn hảo cho những người luôn mất đồ.
chỉ cần nhập thứ bạn đang tìm và điện thoại sẽ quét nhanh phòng để tìm ra nó. À mà này, điện thoại của tôi đâu rồi? Trời đã muộn và khu phố bạn ở dường như không an toàn lắm. Nhưng với súng điện được tích hợp trong điện thoại, bạn sẽ không cần lo lắng về mối đe dọa nào nữa, mà bạn sẽ phải lo về vài vụ kiện đấy. Nhóm lửa trong rừng mà không có bật lửa hay diêm thật khó. Bật lửa điện trong điện thoại là một tính năng bắt buộc phải có trong những trường hợp như vậy. Máy chụp ảnh lấy ngay là một thiết bị lớn và đắt tiền, nhưng điện thoại có tính năng như vậy thì đúng là một kho báu. Máy chụp ảnh lấy ngay thông thường sẽ in mọi ảnh bạn chụp và bạn phải cẩn thận với cuộn phim. Nếu nó được cài đặt trong điện thoại, bạn có thể chọn tấm nào để in tùy thích. Màn hình có thể thay đổi cấu trúc của nó sẽ rất có ích cho người mù. Nhưng đồng thời, nếu đang mua thứ gì đó trên mạng, bạn có thể quyết định mua hay không dựa vào cảm giác chạm vào thay vì chỉ nhìn hình. Công nghệ nhận dạng khuôn mặt cho phép bạn quét khuôn mặt của mọi người để hiểu tâm trạng của họ. Hãy tưởng tượng nếu điện thoại có thể hiểu tâm trạng của bạn và làm bạn vui lên mỗi khi bạn buồn. Nó sẽ trình chiếu hình ảnh hoặc video tùy thuộc vào cảm xúc của bạn. Khi bạn phải kiểm tra xem có tin nhắn không, thật khó để tập trung vào công việc hoặc một cuốn sách. Tùy chọn khiến cho điện thoại không dùng được nữa sẽ là một phương pháp tuyệt vời giúp bạn ngừng trì hoãn. Ai cũng có người bạn thích gửi tin nhắn giọng nói và không phải lúc nào bạn cũng nghe được. Ví dụ như khi ở trên tàu điện ngầm hoặc tại nơi làm việc, chép văn bản từ giọng nói sẽ là một tính năng hữu ích trong những dịp như vậy. Lỡ tay thôi là điện thoại đã ở trên sàn rồi, bạn sẽ may mắn nếu chỉ cần sửa màn hình. Một chiếc điện thoại không cần các loại bảo vệ khác và cũng không trông như nồi đồng, cối đá, chính là thứ ta mong muốn. Thế nhưng, một chiếc điện thoại làm bằng vật liệu chống sốc có thể đẩy lực được tác động vào nó. Có một tính năng đọc mã vạch trong các cửa hàng thực sự sẽ giúp bạn tiết kiệm tiền đấy. Bạn sẽ luôn biết giá đúng, các sản phẩm sẽ được tự động liệt kê trong giỏ hàng của bạn và bạn sẽ thấy tổng số tiền. Bạn sẽ không ngạc nhiên về khoản thanh toán và chắc chắn sẽ chỉ mua những thứ mình thực sự cần. Cái gì được sử dụng thường xuyên nhất cũng có nghĩa là nó bẩn nhất. Tính năng tự làm sạch trong điện thoại sẽ luôn đảm bảo chiếc điện thoại của bạn sạch sẽ và vô trùng. Này, nếu bạn đã học được điều gì đó mới hôm nay thì hãy cho video này một like và chia sẻ cho bạn bè mình ngay nào. Và đây là một vài video hay ho khác dành cho bạn. Hãy chọn video trái hoặc phải, nhấn vào đó và thưởng thức, luôn đồng hành với Soi Sáng nhé!